À, xin được chúc mừng năm con giáp sau đây bởi vào ngày 24 tháng 2 âm lịch các bạn sẽ được cát tinh chiếu mệnh làm việc gì cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió à, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông quý vị thân mến ngày 24 tháng 2 âm lịch chính là cái ngày thuận lợi cho những bạn đang còn độc thân sẽ tìm được những đối tượng phù hợp các bạn sẽ dễ gặp được những cái ý trung nhân trong ngày hôm nay bên cạnh đó công việc của các bạn cũng sẽ bất ngờ được thăng hoa à, trong ngày hôm nay ấy, thì trong đầu các bạn sẽ bất chợt nảy ra những cái ý tưởng kinh doanh độc đáo mới lạ từ đó cũng sẽ giúp cho nguồn thu nhập của những con giáp này được cải thiện đáng kể với những ai mà đang có xích mích mâu thuẫn với mọi người thân trong bạn bè ấy, thì quý vị hãy tận dụng ngày hôm nay để làm lành với mọi người đi vì cái ngày hôm nay là một cái ngày cực kỳ tài lộc đối với những con giáp này đó. vậy thì đó là những con giáp nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, như chúng ta đã biết ấy, cái ngày 24 tháng 2 lịch ngày bính thân ấy, thì nó sẽ có gì cục diện là tỵ thân lục hợp vì vậy mà những người tuổi tỵ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay à, thưa quý vị cái vận trình tài lộc của những người tuổi tỵ trong ngày hôm nay ấy khá là ổn định à, các bạn có thể đảm bảo cái thu chi cân đối nên là không có gì phải lo lắng quá nhiều những người làm công ăn lương thì sẽ nhận đủ tiền theo quy định à, tuy nhiên các bạn cũng đừng quá thụ động với cái mức chỉ, là chỉ dựa vào một cái nguồn thu như hiện tại mà không tìm kiếm thêm cái cơ hội Nhân khi mà có cutting nó xoay chiếu thì quý vị nên khai thác thêm cái khía cạnh khác để vừa có thể kiếm tiền lại vừa có thể cải thiện cái kỹ năng mà mình đang có. Thêm nữa, trong thời gian này nhờ được cục diện là Tị thân lục hợp nó xoay chiếu nên cái chuyện gia đình ấy, yêu đương ấy, của các bạn cũng khá là tốt. Vợ chồng thì biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau, sống thiên về cái tình cảm. Nói chung ấy, trong thời gian này là một cái ngày cực kỳ may mắn đối với những người tuổi tỵ Vậy nên quý vị hãy nắm bắt lấy cơ hội này, Kéo rất ít cái cơ hội nó có thể tốt như vậy nó xảy ra với các bạn trong thời gian tới và để gia tăng thêm cái may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn đầu tiên Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác Đó chính là những người tuổi thìn Những người tuổi thìn thì được cục diện là thân, tí, thìn là tam hợp Những người tuổi thìn sẽ có cơ hội để gì thể hiện đầy đủ cái tiềm năng và bản lĩnh của mình Trong cái sự nghiệp trong ngày hôm nay Quý vị hãy tự tin sáng tạo Và có những người tuổi thìn sẽ có được cái điều mà mình vẫn mong ước Nỗi lo tài chính của những người tuổi thìn trong thời gian này thì cũng tạm được gác lại Điều duy nhất các bạn cần phải bận tâm là trao dồi thêm cái kỹ năng công việc. Với cái khí thế hừng hực thì những người tuổi thìn không chỉ hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ của, của mình ấy, mà còn rất vui vẻ đi giúp đỡ những người khác. À, tuy nhiên ấy, à, các bạn chỉ nên giúp những người ai cần thiết thực sự cần tới mình mà thôi. Nếu không ấy, thì đó là cái sự làm phiền với mọi người. Vậy nên quý vị cũng cần phải tinh ý hơn trong cái việc quan sát thái độ của những người khác. Bên cạnh đó, trong cái ngày 24 tháng 2 lịch ngày bình thân này, ấy, thì những người tuổi thìn nói chung ấy, có đường tình cảm cũng may mắn hơn người nhờ được cục diện là ngũ hành tương sinh vậy nên uh, trong thời gian này những bạn nào mà có đám cưới hoặc là đón người thân hoặc là tiễn người thân ở xa trở về thì hoặc là đi làm ăn buôn bán thì sẽ gặp được nhiều cái may mắn gia đạo thì bình an uh, người có bệnh thì cũng sớm khỏe mạnh thêm nữa lại được cắt tinh nó trợ lực nó giúp đỡ nên là tiền bạc của những người tuổi thìn cũng được khởi sắc hơn hẳn những người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ an nhàn, được lộc ăn uống, không phải lo lắng về cái chuyện áp lực công việc. À, mọi chuyện buôn bán kinh doanh thì đều có lợi, tiền thu về thì cũng không ít, đủ để mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh buôn bán của mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn về quá trình tiền bạc tài lộc cho mình, những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tý. À, những người tuổi tý cũng được cục diện là thân, tý, thìn là tam hợp. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay ý, những người tuổi tý lại được có chính quan nó tương trợ nó giúp đỡ nên là trong cái sự nghiệp sẽ nhận được nhiều tin tốt liên quan đến chuyện là thăng chức tăng lương hoặc là gì những chuyện là thi cử hoặc là đi xin việc tất cả những gì mà những người tuổi tý cần làm trong cái thời điểm này là nỗ lực hết mình trong mọi việc bên cạnh đó đường tình cảm của những người tuổi tý cũng được thuận lợi nhờ được cục diện tam hợp nó soi sáng vậy nên quý vị đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười à, chúng ta không chỉ sống vì những cái toan tính mà chúng ta sống vì những người mình yêu quý càng vui vẻ thì những người tuổi Tý lại càng thu hút được thêm nhiều cái mối quan hệ tốt cho tương lai. Thêm nữa, lại được cục diện tam hợp nâng đỡ, nó sẽ phước giúp vượng vận quý nhân. À, những cặp vợ chồng thì cảm thấy là hạnh phúc, vui vẻ hơn khi mà tình hình tài chính cũng được đảm bảo. Những người độc thân thì rất vui với những cái cuộc hẹn hò với những người khác giới. Hứa hẹn các bạn sẽ tìm được một nửa kia ưng ý trong một khoảng thời gian cực ngắn. Thêm nữa, lại được cục diện là thân kim sinh tí thủy, cục diện là kim thủy tương sinh, nên là tiền bạc của những người tuổi tý trong thời gian này cũng được khởi sắc không kém. Có thể nói đây là những con giáp thành công mỹ mãn nhất trong ngày hôm nay. À, nói chung, ấy trong thời gian này các bạn nào muốn gửi ngân hàng hoặc rút tiền hoặc đòi nợ ấy, hoặc là xin tiền thì cứ mạnh dạn. Đấy, mọi chuyện sẽ được diễn ra hanh thông và thuận lợi. À, tuy nhiên, những người tuổi tý cũng không nên vì tham công tiếc việc mà làm việc quá sức. Các bạn sẽ nhận ra rằng À, cố gắng kiếm tiền được thêm một chút nhưng lại gì không hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi cái sức khỏe của mình thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để cho những người tuổi tý cân bằng lại cuộc sống khi mà các dự án của các bạn đã được ổn định quý vị hãy chăm sóc sức khỏe một cách đúng cách đừng có quá phụ thuộc vào thuốc thang cũng sẽ ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe của bạn về sau vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, và tăng cường cái vận trình nhân duyên thì những người tuổi tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi xíu. trong ngày 24 tháng 2 âm lịch ngày bính thân ấy, thì những người tuổi sửu sẽ gặp được vận may về tài lộc các khoản tiền của các bạn nó chủ yếu đến từ các công việc chính đó là phần thưởng xứng đáng cho những công sức mà các bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua Mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc thì đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải cái trắc trở nào quá lớn. Những người làm ăn kinh doanh thì có thể xem xét cái việc mở rộng cái quy mô kinh doanh hoặc là mở rộng cái mối quan hệ với khách hàng với đối tác. Những cái mối làm ăn này có thể chưa đem lại cho các bạn những cái thu hoạch ngay lập tức, nhưng tương lai sẽ có rất nhiều triển vọng để phát triển hơn nữa trong tương lai và sẽ thu hút được nhiều cái may mắn và thành công. Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu ấy thì nhờ được cục diện ngũ hành tương sinh nên ấy, là những người tuổi sửu sẽ đón nhận nhiều cái tin vui. ở Trong ngày hôm nay thì mọi chuyện đều gặp hung hóa cát, gia đình thì bình an vô sự, được ơn trên nâng đỡ nên là những người tuổi sửu làm gì cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Vì thế để gia tăng thêm may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, dậu, sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi xíu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi dậu. Những người tuổi dậu được cục diện là thân dậu tuất là tam hội. Nhờ cục diện tam hội nó nâng đỡ nên là công việc của những người tuổi dậu trong thời gian này cũng đỡ thị phi hơn nhiều. Nói chung ấy là con giáp được quý nhân tương trợ giúp đỡ sẽ giúp các bạn gặp được những cái người 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 đáng tin cậy, tạo dựng được những cái mối quan hệ tốt lành là cái nền tảng phát triển tốt ở sau này. Bên cạnh đó, tình cảm hài hòa, cởi mở vui tính sẽ dễ gặp được những người thoáng tính vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong tương lai. Các bạn không cần phải cố gắng thay đổi bản thân. Quý vị hãy cứ tự tự để họ thích nghi với các bạn. À, thời gian tới thì sẽ có nhiều việc quan trọng cần làm nên là quý vị cần phải thu xếp thêm và thu nạp thêm được những bạn bè những người hàng xóm hoặc là những người đồng nghiệp tốt để giúp đỡ à, hơn nữa trong ngày hôm nay ấy, thì nhờ được gì chính tài nó trợ lực nên là những người mà đang chờ tăng lương tăng thưởng hay là gì à, những cái tiền hỗ trợ cũng sẽ có được may mắn nên những người tuổi dậu sẽ có quyền hy vọng à, quý vị hãy gì khiến cho tương lai biết ơn vì hiện tại các bạn đã cố gắng hết mình rồi À, chính vì vậy mà mọi cái nỗ lực của các bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng và cái thành quả ngọt ngào cũng sẽ đến với những người tuổi dậu trong thời gian này. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay trong ngày bính thân ngày 24 tháng 2 âm lịch chính là những người tuổi tuất à, thưa quý vị nói chung ý, trong cái ngày 24 tháng 2 âm lịch ngày bính thân thì những người tuổi tuất có cục diện là thân dậu tuất là tam hội à, đường công việc sự nghiệp của những người tuổi tuất thì được thuận lợi hanh thông do có quý nhân phù trợ và có tam hội cục nó nâng đỡ À, những người có ý định đi du học xuất ngoại hoặc đi làm ăn xa ấy, thì nên tiến hành ngay trong thời gian này các bạn hoàn toàn có quyền được đòi hỏi những quyền lợi tốt nhất dành cho mình bên cạnh đó trong ngày hôm nay ấy, thì nó cũng dự báo là tình cảm của những người tuổi Tuất cũng gặp được nhiều cái may mắn do được cục diện là thổ kim tương sinh à, các bạn nhiệt tình giúp đỡ mọi người cũng rất tốt bụng và thân thiện à, chẳng khi nào mà ngại ngần khi mà thấy người khác gặp khó khăn các bạn sẽ ra tay giúp đỡ ngay sau này tuổi tuất đi đâu cũng dễ được những người khác tốt bụng giúp bữa trở lại. thêm nữa trong ngày hôm nay lại được thực thần nó nâng đỡ nên là những người tuổi tuất có lộc cực kỳ có lộc. đấy à, tiền bạc thì dùng dính trong tay, tài lộc thì thu vẻ là kha khá. khá. À, có cả lộc ăn uống, quả cáp, tiền bạc thì đủ chi tiêu cũng như là gì à, giúp cho các bạn có thêm động lực để tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa trong tương lai. vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 24 tháng 2 âm lịch ngày bình thân đó. và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ may mắn may mắn nhất nhì thiên hạ đó là những tuổi sau một là những người tuổi tỵ 2 tuổi thìn, 3 tuổi tí, 4 tuổi sửu, 5 tuổi dậu và 6 là những người tuổi tuất. Đây là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, dễ có cơ hội đổi đời giàu có trong ngày hôm nay. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.